Viết chữ nha, chúng ta sẽ rất là nghiêm túc với cái việc học viết chữ này. Cho nên là trước khi mà ấy thì chúng ta sẽ khởi động tay chân cùng với nhau trước này chị em ơi. Rồi, chúng ta giơ tay lên này, chúng ta bắt đầu, chúng ta sẽ khởi động với nhau. Chúng ta sẽ thực hành 3 cho đến 6 động tác. Mình phải làm mềm của tay của mình trước. Rồi, tay của anh chị em đâu? Mình giơ tay lên nào. Tay trái đâu? Trái đâu? Tay phải đâu? 100% tương tác nha mọi người ơi. Tay trái đây, tay phải đây ha. Rồi bây giờ mình sẽ đây đang chéo vào nhau. Rồi mình sẽ nhẹ nhàng xoay ha, nhẹ nhàng xoay, xoay rất là nhẹ nhàng, xoay rất là nhẹ nhàng. Mình đếm rồi ha, nãy làm mẫu, bây giờ bắt đầu nè, mỗi bên 20 lần nha. Ở bên trái nè, 1, 2, 3, 4, 5, rất là chậm rãi ha, để tránh cho cái tay mình nó bị chấn thương do cái biết là ai ít vận động đó. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Rồi dừng lại đây, dừng ở tâm điểm. Rồi xoay chiều ngược lại. Bên trái bên phải đều phải xoay ha, để cho nó cân bằng âm dương ha. Rồi xoay ngược lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, thả lỏng cái tay, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Rồi dừng lại. Giỏi. Nó của mình thấy tay của ai cũng rất là mềm mại nhuần nhuyễn, kiểu này viết chữ sẽ rất là đẹp. Rồi giờ mình thả lỏng đi, thả lỏng cái tay, để hai tay ngang ở dưới ngực một chút xíu, ở dưới ngực một chút để ngang vậy ha, rồi, từ trên xuống dưới giống như là hai cái dòng nước vậy đó. Thả lỏng ra mọi người, có nhìn thấy tay thầy không? Rồi, thả lỏng ra, thả lỏng ra. Chú ý là hoạt động ở cho cái hai cái bàn tay của mình ha, cho nó nhẹ nhàng từ bàn tay đến khuỷu tay, cho nó được nhẹ nhàng thả lỏng ra. Làm thêm 10 cái nữa ha, 1, 2, 3. Và hãy rõ biết khi tay đưa lên thì biết đang đưa lên, hạ xuống biết đang hạ xuống. Hãy rõ biết từng cái cử chỉ của mình. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Khi hai bàn tay của mình hanh thông thì sức khỏe mình sẽ tốt, và não bộ của mình, trí trí não của mình sẽ rất là linh hoạt, nó thông minh lên rất là nhiều rồi. Rồi bây giờ động tác thứ ba nè, chị em nhìn thấy thầy không? Rồi để thấp xuống dưới ngực chút xíu ha, rồi thả lỏng ra. Rồi rồi giãn đi, cười đó, mình cứ thoải mái cho mình thư giãn ha, thân tâm của mình thư giãn, bàn tay của mình thư giãn, rồi chúc mình học là hoàn toàn phải thư giãn ha. Hai tay cứ để rộng bằng vai đi đó, giống như vịt đang bơi dưới nước. Bữa nay là thực hành ha, qua các buổi sau á là chúng ta sẽ thực hành cái phương pháp này tầm 3 phút, 3 đến 5 phút đầu tiên khi chúng ta vào lớp học. Và lúc đó thầy sẽ bật nhạc để cho chúng ta sẽ có cái năng lượng thêm. Còn bữa nay chúng ta đang thực tập cái đó, mình sẽ không có nhạc ha. Sau có nhạc để cho mình ra năng lượng đó. Đấy. Rồi, mềm mại chưa? Dạ, cảm thấy tay mình mềm mại hơn chưa? Bây giờ tới khuỷu tay nha. Tới khuỷu tay là cái chỗ này nè. Bên này. Rồi, bên phải đâu? Rồi, xoay đi, xoay, xoay vòng tròn, xoay vòng tròn từ trong ra ngoài, một,
2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi. Bên đây. Từ trong ra ngoài ha. 1 2 3 sử dụng lực ở khuỷu tay ha. 4 cái vai để im. 5 6 7 thả lỏng cái tay ra. 8 9 10. Rồi, ok. Thoải mái chưa? Lên tinh thần chưa? Rồi, hai tay mình đã lên vậy nè. Bắt đầu giờ tới vai nha. Lên 1 2 3 4. Rồi làm nhanh lên, mình sẽ làm nhanh lên chút ha. Và hít thở đều vào. Và thoải mái thả lỏng ra, giống như trẻ nhỏ nó đang thoải mái vậy đó, mình cứ thả làm nhanh lên cũng được. Và hãy rõ biết từng cái nhất cử nhất động của mình. Làm bài này là tỉnh ngủ. Nè, hít sâu và thở ra anh chị em ơi. Xuống thở lên hết, xuống thở lên hết mạnh lên. Và nhanh lên nữa, nhanh lên nữa nào, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên, thả lỏng ra, thả lỏng các khớp vai ra. Chỗ này là chỗ vai đang hoạt động. Khớp vai của mình phải được di chuyển rồi. Ok, từ từ thả xuống. Thấy nóng trong người chưa? À, rồi, thoải mái rồi ha. Rồi, ai có bút đâu, ai có dụng cụ học đầy đủ, giơ bút lông của mình lên cho thầy xem nào. Ai có dụng cụ bút đầy đủ rồi giơ bút lên cho thầy xem. Xong chưa, lấy hết bút lông rồi cho thầy xem. Ai chưa có dụng cụ thì nhớ liên hệ bạn trợ lý để lấy dụng cụ sớm. Là đâu giao bút lông cho. Hiện tại em đang gặp vấn đề kỹ thuật sử dụng camera laptop. Ok, rồi ok Iris. Giao bút lông lên nào. Chị Hường có đủ rồi nè. Hợp Trần có bút lông chưa? Thầy muốn thấy chúng ta đã có bút lông đầy đủ để chúng ta tương tác với bạn bút. Không có gì vội hết. Trong vòng năm buổi là ra thư pháp, liền ra sáng tác được. Không có gì vội, cứ từ từ thôi. Buổi đầu phải làm quen với bút. Rồi chị Hợp Trần, chị Hợp có bút lông chưa? Còn ai nữa? Chị Hải có bút lông chưa? Ai chưa có bút lông thì cầm cái cây bút bi cũng được. Bút bi cũng được. Rồi. Vương Vũ có bút lông đầy đủ ha. Rồi, chúng ta sẽ cầm cây bút lông trên tay của mình. Phải sẽ lấy cây này to một chút để cho anh chị em nhìn dễ nhận biết ha. Bây giờ chúng ta chỉ cần nhớ hai điểm như nè. Nhìn cho cây bút lông. Cái phần ở dưới là lông bút. Phần ở dưới là lông bút. Cái chỗ này lông để mình viết thì nó gọi là đầu bút. Rồi, ha. Không cần ghi nhớ gì nhiều. Chỉ cần hiểu ra, hiểu ngay tại đây là xong. Đây gọi là lông bút. Rồi, cái phần từ đây, cái thanh này nè, từ đây, kéo xuống đây, tới đây, ngay chỗ cái này, gọi là thân bút. Cái tay cầm á, từ đây kéo dài đây, đó, thấy rõ ha, gọi là thân bút. Chỉ cần nhớ hai cái này, sau này chi tiết về bút lông thầy sẽ có thể sẽ có một cái buổi riêng thôi. Còn bây giờ mình học cấp tốc, mình chỉ cần nhớ hai điều. Cây bút nó có hai phần. Thứ nhất là đầu bút dùng để viết chữ, còn đây là dùng để cầm, cái thân bút để cầm. Phân biệt được chưa ha? Dạ, thầy hỏi dạ. Tại trời mưa. Chị có nghe được rõ thầy nói không? Bây giờ thì chị nói xem hồi nãy thầy hướng dẫn ở trên cây bút này thì cái phần này gọi là gì? Cái này là đầu bút. Đúng rồi. Rồi, từ cái này là đầu bút, còn cái phần này là thân bút ạ. Rồi, ok, cảm ơn chị nhiều. Cảm ơn chị, 10 điểm.
Đó, rồi đầu bút và thân bút thì bây giờ ở cái phần đầu bút này sẽ chia thành 3 phần. Cái đầu bút là từ đây ha, ở đây hay sẽ chia thành 3 phần. Đó là từ ngoài vô đây là một phần, chia làm 3. Anh chị em hình dung không? Chia nó làm 3 phần. Thì cái phần này gọi là ngọn bút. Cái phần trên cùng này, cái đỉnh chóp nhọn nhất của cây bút này gọi là ngọn bút, và ở đây phần giữa gọi là lưỡi bút, và cái phần mà cái này, cái tròn trịa này gọi là bụng bút. Chỉ cần nhớ sơ vậy thôi, chút thầy sẽ vẽ cái hình dáng cây bút để chúng ta tự phân định được đó. Rồi bây giờ chúng ta cầm bút lên đi. Cầm cái bút lên. Cái bút mà nó không có mực nha. Còn bút có mực thì cẩn thận dính vô áo. Thầy hãy nhìn ngắm bằng bút đi. Chúng ta có 5 phút để chúng ta kết nối với người bạn mới này của mình. Ai đã mang bút về sử dụng mà chưa kết nối thì bây giờ kết nối. Kết nối như thế nào thầy hướng dẫn mà. Rồi mình cầm lên mình ngắm trước đi. Cứ ngắm trước tầm 1-2 phút đi để nhìn kỹ cái cây bút mình đang cầm và lông vân vân mọi thứ. Cái cây nào mà mình thích đó, có Iris có cái cây nào mà mình thích đó thì có thể cầm cái cây đó lên. Mình nhìn ngắm nó từ cái lông bút cho đến cái thân bút, mình ngắm cho nó kỹ. Ngắm và sờ và vuốt để cảm nhận. Cảm xúc càng nhiều thì cảm nhận càng rõ, kết nối càng sâu với bạn bút. Từ đây về sau, bạn là tri kỷ của tôi. Cái bút này là tri kỷ của chúng ta. Ai có bút bi thì cứ cầm bút bi lên. Thì bút lông với bút bi nó cũng giống như nhau, đều là dụng cụ học tập cả, và chúng ta đều phải trân trọng hết. Hãy nhìn ngắm rõ cái người bạn của mình mà mình sẽ sử dụng suốt trong những ngày tháng sau này đi. Bằng cái tình yêu thương giống như cách mình đã ngắm nhìn con của mình, đứa trẻ của mình từ bé cho đến lớn. Hãy nhìn kỹ lông bút màu gì, cái lông khi sờ vào cảm giác nó ra sao, nó nhám nó ra sao hay nó trơn nó láng ra sao, cái thân nó bằng cái gì, hút và cảm nhận rõ. Hãy để lòng mình tĩnh lặng bình an để mình cảm nhận. Vì khi lòng mình an mình mới cảm nhận được, mình mới kết nối được với cái vật thể khác, với dụng cụ học hay với con người hay với chính mình. Chỉ khi mình bình an chính là lúc mình kết nối với chính mình. Và mình kết nối với chính mình thì mình mới kết nối được với những cái xung quanh. Xong chưa? Tại sao mà mình phải trân trọng bằng bút? Buổi hôm trước trong cái buổi Zoom của nhà hiền nhân tri học, thầy cũng đã nói với chúng ta rồi phải không? Thầy cũng đã nói một chút với chúng ta rằng quá trình là một cây bút lông rất là tỉ mỉ công phu, rất nhiều tâm huyết thời gian của những người nghệ nhân đã làm ra cây bút này. Những cái sợi lông ở trên cái này không phải là lông từ nhân tạo, mà lông tự nhiên của lông thú. Có bút có thì làm từ lông sói, có bút có thì làm từ lông chuột cũng có, là lông thỏ, lông dê cũng có, những cái lông của các bạn thú, và họ kết chụm lại thành một cái bút như thế này. Quá trình nó hơn hơn 100 công đoạn để làm cho một cây bút lông như thế này, để chúng ta cầm, để chúng ta học. Và một cây bút này thôi, nói về người làm, quy trình làm, thời gian, giờ giấc, tâm huyết, công sức, rồi vận chuyển từ nước này qua nước nọ, rồi vận chuyển rồi sử dụng để làm ra cái thân bút này. Gỗ cũng có, nhựa cũng có, hàng trăm người trong mỗi cái nhà máy để làm ra được cái này, rồi cái này nữa nè, cái phần này nữa nè. Đó thì mọi thứ là không phải do chúng ta làm ra, mà công sức của bao nhiêu người làm. Tính ra ra trung bình cũng phải hơn 50 người làm ra một cái cây bút này đó anh chị em. Thế thì mình cầm một cái bút trên tay, mình sẽ thấy rằng trân trọng vô cùng.
mình trân trọng vô cùng cái vật dụng của mình, mình biết ơn vô cùng, mình khiêm nhường vô cùng khi mình được giữ gìn, được trân trọng, được có mặt hiện hữu của bản bút ngay cái giây phút này đến trong cuộc đời của mình. Nếu chúng ta nói mình là một người nghệ sĩ thư pháp, nếu chúng ta muốn mình trở thành một người nghệ sĩ thư pháp, nếu chúng ta đang trên con đường để trưởng dưỡng cái đạo đức của bên trong mình, thì đạo đức đầu tiên của một người viết chữ chính là đạo đức của một người học trò. Một người học trò là một người yêu và trân trọng được cả bút mực giấy nghiêng của mình, những vật dụng mình học, bàn học, những cái thức ăn, thức uống, vân vân, mọi thứ xung quanh trong cuộc sống của mình. Mình tập dưỡng cái lòng biết ơn này, mình dưỡng cho nó sâu, dưỡng cho thật sâu bên trong, để cho đến một ngày mà cái lòng biết ơn này nó của mình nó có thể thốt lên được cái câu là, sâu thẳm bên trong cái trái tim của mình nó thốt lên được cái câu là: nguyện trong con lòng biết ơn vô tận, thấm sâu trong mỗi mỗi một tế bào. Thì mình nhìn thấy cái nào mình cũng thấy đủ đầy. Hạnh phúc của mình là khi mình cầm cái cây bút lên mình cũng thấy hạnh phúc. Mình cầm cái tờ giấy lên mình được ngồi đây học tập yên bình như thế này, tận hưởng cái không gian yên bình tĩnh tại như thế này. Trong khi có rất là nhiều nơi trên thế giới, ở châu Phi cũng vậy, người ta đang chờ từng cái miếng ăn thức uống. Trẻ nhỏ ở châu Phi, những cái người lớn ở châu Phi giờ này họ vẫn còn đang thiếu rất là nhiều cái, và chưa ăn đủ no, chưa mặc đủ ấm, có khi trên người không có được cái miếng vải. Thế thì chúng ta quay trở lại, chúng ta biết rằng mình phải có phước báo như thế nào để mình được tận hưởng cái khoảnh khắc này, để mình được học tập thư pháp hay bất kỳ môn học nào trong cuộc đời này của mình. Đó là sự ưu ái của vũ trụ, đó là sự ưu ái của trời đất này dành cho mình, phải không anh chị em? Rồi, giờ thì mình cầm cái bút lên nè. Bắt đầu giờ thầy sẽ hướng dẫn nha. Tương tác với bạn bút xong rồi đúng không? À, thực hành xong rồi thì phải cho thầy biết là sau khi thực hành thì cảm nhận như thế nào. Rồi, mời chị Nguyễn Hường, sau khi chị kết nối với bút chị cảm nhận như thế nào? Trước khi chị nói nha, thầy muốn anh chị em đây mình lắng nghe và mình chúc mừng cho cái thành công của bạn mình. Khi ai đó hiểu ra một cái điều gì đó, khi ai đó nhận ra một cái điều gì đó, chính là trong nhà Phật gọi đó là ngộ, tiểu ngộ. Và nói như khoa học gọi là mình nhớ ra rồi, mình nhận ra rồi cái mà mình đã lãng quên, thì đó là một cái thành công. Vì mỗi một bài học mà mình ngộ ra được cái điều trong đó, đó chính là thành công lớn nhất ngay tại giây phút này. Nên chúng ta hãy lắng nghe, chúng ta cảm niệm cái điều đó trong tâm mình để mình nghiệm thêm về nó, đi sâu vào tâm mình, và mình chúc mừng bạn của mình nha. Bây giờ mỗi bạn chia sẻ thì chúng ta gõ như chữ chúc mừng và thật tâm chúc mừng. Vì khi chúng ta chúc mừng cho thành công người khác, chính là đang chúc mừng cho thành công của mình. Và thành công sẽ nhân gấp ngàn, gấp vạn lần thông qua việc chúng ta chúc mừng cho những người khác. Vì tiềm thức nó không phân biệt ta hay là người. Nó chỉ biết rằng bạn có thích thành công hay không. Và khi bạn thấy thành công, bạn có cảm xúc như thế nào đối với thành công. Nếu chúng ta có thành công đối với cảm xúc của người khác, trải nghiệm của người khác, mà chúng ta sống giống như cái của mình như thế, thì chúng ta đã làm việc rất là hiệu quả với cái tiềm thức của mình, thì thành công nó sẽ đến rất là nhanh. Rồi, mời đi, mời chị Hường. Và những anh chị em khác nghe hay thì mình gõ chúc mừng nha. Sau khi mà được thầy hướng dẫn về kết nối với bạn bút, là em cũng đã được nhìn chi tiết tỉ mỉ về chiếc bút của mình hơn. Mà khi em nói lời biết ơn và yêu thương với cây bút, thế em cảm thấy là có cái sự rung động, tức là ở trong tim mình ấy, có cái rung động, tức là cái cảm xúc của em như thế ạ. Và em chia sẻ thì thôi đấy ạ, em không biết chia sẻ như nào chị nữa. Và mọi người gọi cho chúc mừng đi. Cảm ơn chị. Xúc động, rung động là tốt. Và rồi kết nối với bạn bút rồi đó. Những ngày sau đó dần dần chị kết nối với dụng cụ học với chị đi, chị sẽ thấy là bạn ấy sẽ hỗ trợ chị tiến bộ rất là nhanh trong cái hành trình thư pháp này nha. Bất kỳ cách nào luôn, anh chị em học môn nào, hãy cứ tương tác với cái vật dụng học tập của mình. Bởi vì vạn vật đều có năng lượng của nó, và nó đều cảm được chúng ta đang nghĩ gì, chúng ta đang kết nối với mình như thế nào. Khoa học đã kiểm nghiệm và đã minh chứng rất là rõ về cái này. Rồi bây giờ một anh chị em khác nào. Ai nữa một người nữa thôi. Một người nữa thôi.
Bảo Anh có muốn không? Nhanh, nhanh, nhanh. Dạ Chúng ta vâng, trì con trệ một phút là chúng ta đã lấy đi một phút thời gian và tiền bạc của người khác. Nó ảnh hưởng đến hạt giống trí tuệ của bất kỳ người nào trong súng. Đó, rồi nhanh dạ. đi. Rồi, dạ nói vâng. đi. Vâng, con xin phép thầy và các anh chị ạ. Thưa thầy là trong cái thời gian mà con thực hành được thầy chỉ dạy thì con thực hành để kết nối với em Bút ấy. Sau khi mà chạm và kết nối với em Bút thì vừa chạm tay lên và nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu em Bút và cái thân của em Bút ấy, thì con cảm nhận được làm có cái sự kết nối và yêu thương, rất là yêu thương, nhẹ nhàng. Và con cảm thấy rằng là em Bút cũng kết nối với con và có một sự là âu yếm, giống như mà khi con kết nối với các bạn cún, các bạn chó mèo ở nhà con vậy, các bạn ấy cũng âu yếm yêu thương như vậy ạ. Dạ con xin hết ạ. Cảm ơn thầy. Tốt lắm. Chúc mừng đi anh chị em, chúc mừng bảo anh. Đây là thành công lớn nha, bởi vì cây bút nó giống như thanh kiếm của người võ sĩ. Đối với võ sĩ, thanh kiếm là quan trọng nhất, thì đối với người luyện chữ chúng ta thì cây bút là quan vô cùng quan trọng. Chúng ta có thành công được hay không, nếu không có bút thì chúng ta viết bằng cái chi? Alo, Dạ. Giờ là 1 giờ là 6 phút, chúng ta sẽ học một nét duy nhất rồi chúng ta nghỉ ha anh chị em ha. Dạ, cho vâng. hai nét đi, cho hai nét đi rồi chúng ta nghỉ. Dạ, vâng. Sau đó chúng ta sẽ chia sẻ với nhau một chút xíu cái buổi học hôm nay như thế nào. Thì dạ. giờ thầy xin phép tắt cam để thầy qua cái vị trí bàn của thầy để mà thầy tương tác video dạ. cho anh chị em. Thì mọi người hãy lướt qua cái màn hình điện thoại của mình, lướt qua cái chữ quang đó. Nhìn thấy dạ, cái tay vâng. áo trắng của thầy ở trên đó là biết cái đó màn hình của thầy. Và chúng ta theo cái bài để chúng ta thực hành theo nha. Dạ vâng. Rồi. Rồi anh chị em có nhìn thấy cái màn hình của thầy tên là quang đó. Pháp đầu tiên mà chúng ta học ở hôm nay tên là Hoa Bồ Công Anh. Cái tên là thấy relax là ha. Thế thì cái tên sao thì cách mình sử dụng nó cũng như thế, là mình đưa cái tâm mình trở về cái trạng thái thoải mái để mình relax. Rồi bút viết chấm vô mực đi anh chị ơi. Nếu bút lông mình khi mình chấm vào mực cảm giác nó hơi khô một xíu thì cho một xíu, một hai giọt mực vào cái nước của mình để cho cái bút của mình nó được mịn hơn ha. Do cái quá trình mà mình để bút lông ngoài lâu á, nó sẽ bị khô cái mực. Rồi, nhìn do mọi người nhìn thấy hết chưa nè, thấy gật đầu thầy xem. Dạ vâng, con thấy rồi. Rồi bây giờ mình sẽ cầm bút như thế này. Cầm bút như cầm ở trường cũng được. Cầm bút như cầm ở trường đi. Anh chị em cứ cầm bút như cầm ở trường, nhưng mà cẩn thận cái bút nó sẽ dính xuống cái tay của mình. Còn ai đã cầm quen cái phương pháp mà ngũ chỉ chấp bút này, ba ngón tay này thì cầm vậy. Còn không cứ cầm như lúc mình ở trường. Bật mic, bật cam lên nè, chị Hợp Trần nè. Ai những anh chị em đang luyện chữ thì mình bật cam lên để thầy thấy, thầy chỉnh sửa được cho mình ngay trong cái lúc đó luôn ha. Còn những ai không có bút lông thì cầm bút bi lên giùm thầy. Cầm bút bi đi chúng ta thực hành. Rồi mấy ngày sau bút lông về đến là mình viết cái một luôn, nó nhanh lắm. Chị Hải nè, cầm bút bi lên. Đúng rồi. Rồi. Thì cái hoa bồ công anh này nó hình dáng như thế này. Hình dáng của hoa bồ công anh. Đây chứ.
Đây. Chắc mọi người đã nhìn thấy hoa bồ công anh này nhiều rồi đúng không? Dạ. Đó. nhìn thấy chưa? Đó là hoa bồ công anh ha. Mình muốn vẽ như thế nào tùy ý mình. Thì bây giờ mình sẽ đi cái nét đầu tiên đó, là nét gạch ngang. Nét gạch ngang trong cái hoa bồ công anh này nó sẽ có 5 nét làm căn bản đầu tiên nè. Gạch đầu tiên nè. Số 1. Nét số 1 là nét gạch ngang. Nhìn đi, nhìn thầy giảng cái bài này trước khi chúng ta thực hành viết nha. Tập trung vô xem cái bài của thầy giảng, mọi người có thấy rõ không? Dạ con nhìn đưa cam tới sát đây. Dạ con nhìn thấy đó. Đó, nét số 1 là nét gạch ngang. Nét số 2 là gạch thẳng, từ trên xuống. Nét số 2 gạch thẳng từ trên xuống. Rồi bây giờ mình sẽ đi số 1 với số 2 trước. Buổi sau, buổi tiếp theo mình sẽ tiếp tục mình vẽ cái nét hoa bồ công anh này. Còn về nhà mình sẽ viết hai cái nét này. Mình luyện tập trong những ngày này nha. Giờ đối với cái tờ giấy A4, chúng ta sẽ chia cái tờ giấy A4 ra như thế này. Cầm bút thẳng đối với tư thế này nha anh chị. Chúng ta sẽ chia một cái tờ giấy A4 thành hai phần. Đây, thầy sẽ lấy bút chì, thầy sẽ chia cái tờ giấy A4 chia đôi như thế này. Mình lấy bút chì mình cứ ước chừng rồi mình chia xuống thôi chứ không có cần phải nó thẳng băng đâu. Chỉ đơn giản chia đôi để cho cái. Rồi sau khi chia chưa, mọi người chia chưa? Đối với những. Rồi bắt đầu mình sẽ đi nét ngắn nè. Cầm bút kéo từ bên trái kéo qua bên phải. Bút bi cũng vậy nha, cứ cầm bút kéo một đường thẳng từ trái qua phải. Rồi anh chị em bắt đầu đi. Lúc đầu mình sẽ không kéo được đường thẳng đâu à, có thể sẽ không kéo được đường thẳng, nó rung tay, nhưng cả nó mình cứ lướt đi, cứ lướt liên tục như thế, cứ lướt sát nhau. Và mình thả lỏng cái tay, cầm thẳng bút, thả lỏng cái tay. Mình sử dụng cái khuỷu tay để mình ria cái nét này. Lấy cái khuỷu tay mình ria cái nét này. Ai cầm bút bi thì tương tự như thế luôn, cũng chia giấy ra và mình liên tục mình viết. Nét này tên là nét cân bằng. Khi mình luyện cái nét này, mình nhắc bản thân mình, thân và tâm quay trở về trạng thái cân bằng. Không có quá vui, không có quá buồn, không có vọng động. Xong chưa, viết hết một bên, xong chưa là thầy hướng dẫn thôi. Đó, viết giống như thầy vậy mà. Chị học Trần viết hay đấy. Mới đầu vô mà viết được đường thẳng như là tay vẫn. Chị Hải đâu? Hải viết đâu luôn thầy sao? Bạn Vivo viết tốt. Vivo viết tốt quá. Bạn đó là tên là Thanh Thủy hay Thanh Thúy hả? Rồi. Xong chưa? Mọi người xong chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ làm bên đây, nhưng mà bây giờ làm có tỉnh thức hơn nè anh chị. Hồi nãy mình lướt để mình lướt để mình làm quen thôi, bây giờ làm có tỉnh thức hơn. Đợi đi, đợi mọi người xong hết là thầy sẽ làm với phía bên còn lại. Cầm thẳng bút lên hai chị Hợp Trần ơi, cầm thẳng bút lên, thẳng bút lên, thẳng lên nữa, vuông góc luôn. Đúng rồi. Good, good. Rồi, bây giờ còn bên còn lại nè, xong hết chưa? Ngước lên nhìn thầy nha. Màn hình của thầy tên Quang đó. Bây giờ mình sẽ rõ biết từ lúc bắt đầu, giai đoạn đầu, cho đến giai đoạn giữa và giai đoạn kết thúc. Thì đây thầy sẽ chia cái nét này tên là quá khứ. Cái đoạn đầu này gọi là cái quá khứ. Chữ quá khứ. Quá khứ. Ở đây cái đoạn giữa này là cái hiện tại. Và cái này là cái tương lai. Ba điểm. Một nét. Mỗi một nét mà chúng ta học từ đây về sau, nó luôn luôn có ba điểm. Là quá khứ, hiện tại và tương lai. Hay nó còn có tên là khởi bút, hành bút và thâu bút. Khởi bút là
bắt đầu của một nét. Hành bút là quá trình di chuyển của nó, di chuyển một nét. Và thâu bút nghĩa là thu bút và nhấc bút lên. Dạ. Anh chị em hiểu được chỗ này chưa, nắm được chỗ này chưa? Gật đầu. Dạ, thưa thầy. Rồi. Rồi bây giờ thì mình khi cái lúc mình giờ bắt đầu mình chánh niệm nè, mình rõ biết cái hiện tại của mình, mình đưa mình trở về ngồi đây chưa? Biết cái thân tôi đang ngồi ở vị trí đó chưa? Biết tâm của tôi đang cầm bút chưa? Biết đi đó. Rồi bây giờ ha, biết tôi đang cầm bút lên, tôi biết tôi đang cầm bút lên, giờ biết đi. Biết đang cầm bút nặng hay cầm nhẹ hay cầm mạnh. Cầm bút lên, bút bi cũng được, cầm bút lên. Biết chưa, có biết được. Biết đang cầm nhẹ hay cầm mạnh. Cái chỗ này rất quan trọng nè, để chúng ta đột phá được đỉnh cao trong thư pháp nè, không có một nơi nào dạy đâu. Chỉ có lớp này duy nhất ở Việt Nam, chỉ duy nhất thầy đang nói về cái này thôi. Nếu không chúng ta sẽ chỉ mãi mãi dừng chân ở cái chỗ là sáng tác một cái cách bài bản của trí óc mà. Chỉ khi chúng ta rõ biết như thế này, chúng ta sẽ sử dụng được cái không giới hạn của bên trong của mình. Sẽ sáng tác được những tác phẩm vô cùng là xuất thần, vô cùng là xuất hồn, bay bổng và thần thái, không bị giới hạn. Nhưng bây giờ tiếp tục nè. Từ lúc bắt đầu đặt cây bút xuống là phải biết. Nó đang diễn ra, bắt đầu nhấn bút xuống là biết nè, lướt bút là biết đang lướt bút. Rồi kết thúc một nét thì biết đang kết thúc, nhấc bút lên biết đang nhấc bút lên. Anh chị thực hành đi. Lại là một lần nữa nè. Đặt bút xuống giấy, biết đang đặt bút. Lướt đi, biết đang lướt đi. Hãy làm chậm thôi để cảm được. Kéo bút đi, lướt đi đang biết, và kết thúc của một nét là nhấc bút lên, biết đang nhấc bút lên. Làm chậm để cảm được. Sẽ thấy tâm mình nó an, ngay giây phút này đây nó rất an. Nó chỉ biết, nó đang rõ biết mình đang làm gì, rất an, rất rõ ràng. Và rất nhẹ nhàng thảnh thơi. Và thấy là tim mình nó đang đập nhanh hay đập mạnh, thấy lòng của mình nó đang xáo động hay như thế nào, mình đều thấy rõ được. Phải thấy được tư tưởng của mình. Rồi anh chị liên tục làm như thế, sử dụng cái phương pháp này đi, thấy được tư tưởng của mình, đi hết cái trang giấy đi. Phương pháp này là đỉnh cao lắm. Đi hết cái trang giấy, ai đi hết cái trang giấy xong đó thầy sẽ hướng dẫn qua nét mới. Hãy rõ biết mà bằng cách như thế mình phải đi chậm. Bút bi cũng vậy nha, sử dụng bút bi cũng như thế. Hãy cầm thẳng bút lên nha. Đừng có cầm nghiêng bút. Cầm nghiêng bút sau này cái chữ mình nó bị giới hạn. Đối với cái nét này phải cầm thẳng bút lên. Vuông góc với mặt giấy. Rồi xong hết chưa? Rồi xong rồi ha. Rồi mình để qua một bên. Rồi nhà mình thực hành tiếp. Thầy chỉ tiếp cho cái nét thứ hai của mình. Cái nét thứ hai trong cái bút pháp Hoa Bồ Công Anh. Đây là nét ngang. Nét ngang của nó là tên cân bằng nha. Chút nữa mình sẽ dùng bút bi để mình ghi chú lại. Rồi bây giờ giấy A4 đúng không? Chia làm 3 nha. Anh chị em nhìn vô tờ giấy của thầy. Mình sẽ chia làm 3. Dùng bút chì, bút bi, bút gì đó cũng được. Mình sẽ chia làm 3 nè. Chia làm 3 phần. Không cần phải thẳng đâu anh chị em. Không cần thước luôn. Cứ cầm bút để mình đưa lia đi cái nét đó để cho mình thoải mái được sáng tạo. Rồi xong chưa? Bắt đầu mình sẽ gạch từ trên xuống dưới nha. Nét hồi nãy tên là cân bằng ngang, còn nét này gọi là cân bằng dọc. Dọc cân bằng từ trên xuống dưới, cân bằng dọc nè, để nhắc mình quay trở về sự cân bằng của hiện tại này. Rồi bây giờ kéo từ trên xuống dưới. Kéo. Rồi anh chị em bắt đầu đi. Hãy thực hành vài nét đi. Cứ kéo đi, lúc ban đầu nó không có thẳng, nó méo, nó nghiêng, nó cong, nó quẹo, sao cũng được hết, cứ kéo thôi. Mình cứ đi nét, không cần nó đẹp. Quan trọng là cái tâm của mình và cái tay của mình, sử dụng cái khuỷu tay để mình đi cái nét này.
giữ thẳng bút, giữ thẳng bút, thả lỏng cơ thể ra, đừng có gồng. Bắt đầu dần dần rõ biết, sử dụng phương pháp rõ biết quá khứ, hiện tại, tương lai. Biết khi hạ bút xuống, biết khi đang đi bút, đi chậm lại để rõ biết. Biết khi kết thúc một nét và nhấc bút lên, đi chậm lại nữa, chậm lại để rõ. Hãy rõ các tư tưởng đang diễn ra trên tâm mình và đường nét đang diễn ra trên thân của mình. Đi càng chậm càng rõ biết. Rồi mọi người có một phút để thực hành. Bắt đầu đi, đi hết cái trang giấy này. Đúng rồi, bằng Vivo, đúng rồi đó. À, Vivo chia cái quyển tập đó ra thành 3 phần, rồi cứ nói các nét ngắn vậy. Đó, mình chia cái trang giấy thành 3 phần. Rồi xong rồi ha. Xong chưa mọi người, thực hành xong chưa? Thêm một nét nữa hay nghĩ thêm một nét vòng tròn nữa hay lần đỉ? Ai muốn thêm thì gõ số 3. Ai muốn thôi, tới đây thì ngưng thì gõ số 1. Rồi số 3, thêm một nét vòng tròn nữa nha. Anh chị em về nhà mình có thời gian mình sẽ luyện tập thêm. Rồi, bây giờ mọi người nhìn lên bảng cho thầy này. Rồi, mọi người đều muốn thêm nữa nên thầy sẽ thêm nữa. Nhìn lên cái bảng của thầy nha. Mình tiếp tục, mình chia cái trang giấy này thành 3 phần nha. Chia 4 đi cho dễ, chia làm 4. 1 nè, lấy bút chì, bút bi gì thì chia cũng được. 2, 3, 4. Muốn nhỏ hơn thì chia 5 cũng được. Rồi, sau khi mà mình chia thì bắt đầu mình sẽ đi nét vòng tròn. Đây là cái nét bút pháp này, là cái nét vòng tròn, cái nhị của cái hoa bồ công anh. Rồi, mọi người nhìn lên bảng dùm thầy nha. Đây, mình sẽ đi một vòng tròn. Đây, tròn trẻ nhất có thể theo mình, theo cách đi của mình. Mọi người cứ đi đi, cứ đi vòng tròn, tròn nhất theo cách của mình. Chị Hải cũng dùng bút bi để đi đi. Đến khi mình có bút lông thì mình sẽ về mình tiếp tục mình làm như thế. Rồi, mọi người cứ đi đi. Đầu tiên mình đi làm quen trước vài chữ không, sau đó mình áp dụng cái phương pháp rõ biết quá khứ, hiện tại, tương lai. Hãy đi tròn nhất có thể để cái tâm mình được mở rộng ra, và hãy cảm nhận cái tình thương của mình khi mình biết cái vòng tròn này, cảm thấy tâm của mình nó vô cùng tròn đầy, sự đủ đầy bên trong tâm của mình, và càng lúc mình sẽ biết nó càng tròn trịa ra. Hãy cảm nhận sự đủ đầy bên trong tâm của mình, biết bằng cái tình thương, càng lúc càng tròn ra, giống như đang vẽ ra cái quả trứng gà vậy. Nó hãy yêu lấy từng nét chữ của mình, không viết bởi vì viết mà viết bởi vì rất là thú vị, bởi vì rất là yêu thương, rất là vui, rất là hài lòng cái nét của mình. Đúng rồi, bạn Vivo, đúng rồi. Rồi bạn viết cái vòng tròn nó lớn hơn chút xíu nữa, tí xíu nữa ha. Ừ.
Rồi, đây là cái nhụy của cái hoa bồ công anh ha anh chị em. Ok, đến đây thôi. Chúng ta trải nghiệm viết đến đây thôi. Về nhà rồi chúng ta sẽ tự tập luyện thêm nha. Dạ. Rồi, chúng ta quay trở lại với lớp học của mình. Quay trở lại lớp học của mình. Cảm thấy như thế nào? Mọi người hôm nay trải nghiệm cảm thấy như thế nào? Về nhà luyện tập nha. Về nhà sẽ luyện tập nha. Ghi chú vô nét nè. Ghi chú vô nét. Thứ nhất là nét cân bằng ghi tên vô. Cái bút bi mình ghi tên vô nè. Nét thứ nhất, nét ngang nãy cân bằng ngang. Rồi cái nét dọc là cân bằng dọc. Ở cái nét cân bằng ngang thì chia ra quá khứ, hiện tại, tương lai 3 điểm. Mình ghi vô chữ luôn quá khứ, hiện tại, tương lai. Ở trên ghi chữ rõ biết. Bài thu hoạch này ngày mai mọi người chụp lại và gửi vô trong lớp học nha. Mỗi người đều phải làm bài tập này hết. Sau mỗi buổi học chúng ta đều phải có bài thu hoạch ghi chép hết. Rồi. Rồi, xuống tới cái nét nét dọc, gọi là nét cân bằng dọc. Nét cân bằng dọc. Rồi, tương tự vậy cũng áp dụng với phương pháp rõ biết quá khứ, hiện tại, tương lai từng quá trình mình di chuyển nha. Rồi, cái nét vòng tròn đó là cái nhị của cái hoa bồ công anh. Cái bút pháp mà chúng ta học hôm nay là bút pháp hoa bồ công anh. Mọi người nhớ ha, học và phải nhớ cái bút pháp của mình nha. Bữa sau thầy sẽ hỏi bất kỳ anh chị em nào đó, nếu mà không thuộc thầy sẽ mời nhảy ếch ba dòng á. Bút pháp hoa bồ công anh. Rồi ok, rồi mời mọi người quay trở lại với lớp học. Chia sẻ đi anh chị em ơi, mình chia sẻ coi. Chúng ta sẽ dành 15 phút để mình chia sẻ bữa nay mình cảm thấy thu hoạch bài học như thế nào, có trải nghiệm ra sao, những cái tâm đắc, những cái điều mới mình được học như thế nào. Mình thoải mái mình chia sẻ nha. Rồi ai thoải mái đi chia sẻ đi nè. Xong rồi đó, nhiệm vụ của thầy giờ đến đây là xong. Thầy ngồi nghe anh chị em chia sẻ đó. Chúng ta có 15 phút xong, ta sẽ hoàn viên mãn lớp học buổi hôm nay. Ai giơ tay đi? Hương Vũ, mời em. Bạn Thu Phương chưa đi ngủ sao? Khuya rồi. Thu Phương ở bên Nhật nè. Thu Phương có muốn nói gì không thì có thể gõ vào tin nhắn đi. Rồi Hương Vũ chia sẻ đi em, mời em. Dạ, em xin các thầy và các anh chị. Rồi, em thấy khá là thú vị. Bởi vì là lâu lắm mình cũng không có tập lại cái nét này á. Em thấy tay chân mình nó cũng khá là lóng ngóng. Và em rất là thích cái nét nhụy hoa của Phương Anh ấy ạ. Thì nó rất là tròn và mình cảm thấy là mình đang vẽ trứng chứ không phải vẽ nhụy đó. À. Đấy là một vài cái cảm nhận của em. Dạ. Yeah. Em có học thêm được điều gì mới hôm nay không? Hiện tại thì em cũng chưa nghĩ ra, nhưng mà em thấy mình trong chánh niệm tỉnh thức và mình đang biết là mình đang cầm bút hay mình đang viết những cái nét như thế nào. Mình đang nhanh, mình đang vẽ, mình đang viết nhanh. Em cảm thấy là mình đang viết mạch ngoạc. À. Thấy lòng mình an đúng không? Có an không? Dạ. Em thấy vẫn an, nhưng mà nhiều khi nó bất an nó trồi lên thôi. Nhìn luôn, hãy nhìn thấy tư tưởng của mình là được. Ngay khi em nhìn thấy, dạ, đó là lúc mà em đang an rồi đó. Bởi vì dạ, nó không làm chủ em đang làm chủ nó. Đó là khách đến nhà là mình biết mặt từng người và mình biết rất rõ ai luôn. Do đó mình đang làm chủ họ, chứ không phải là khách đang làm chủ mình. Như thế đó là cảm giác an rồi đó. Càng lúc càng sâu em sẽ càng an sâu hơn nữa. Hay trạng thái sáng tác đỉnh cao, ai luyện được cái này sau này siêu lắm.
sáng tác là những cái tác phẩm tuyệt vời lắm. Rồi, cảm ơn Hương Vũ nhiều. Rồi, mời chị Hương. Chị Hương có muốn chia sẻ không? Hôm nay có thêm được cái bài gì mới không? Thoải mái chia sẻ đi. Chia sẻ chính là cách mình ôn lại bài học. Hãy cho thầy biết hôm nay chị học được 3 điều mới, ít nhất là 3 điều. Chưa tiện hả? Có con ở đó hả? Dạ, thưa thầy, thưa các chị, các em, bài học hôm nay thì em học được thứ nhất là kiên nhẫn đợi đến phút cuối. Thực sự là em nghĩ là mọi người vào lớp thì chắc là cái mục đích lớn nhất là muốn ai như bản thân em cũng có, vâng, là muốn viết chữ đó. Thế nhưng mà đến 15 phút cuối thì thầy mới dạy những nét đầu tiên. Thực sự là lúc nào em cũng xin phép thầy là em định là khoảng chỉ 10 giờ kém 15 ấy là em xin rời lớp, nhưng mà thầy dành cái món quà cuối cùng đến lúc cuối nên là em dừng lại việc khác để đến bây giờ ạ. Đó chứng tỏ cho thấy rằng chị đang kết nối rất sâu với thư pháp. Chị thật sự dành thời gian cho bạn. Bài học thứ hai là em nhận ra được là khi là mình kết nối được với cái bút, cảm giác là mình làm chủ được cái bút hơn và mình viết, em cảm thấy là nó đi nó dễ dàng hơn. Mặc dù là em biết thầy hơn 1 năm rồi đó, thế nhưng mà cũng dừng rất là lâu, và vừa rồi thì em cũng mới là mỗi ngày em luyện được 15-20 phút một ngày. Thế nhưng hôm nay cầm bút thì cảm thấy là cái cây bút này là em cũng mới được nhận, mới mua ở shop thư pháp học phẩm ấy, mới nhận về hôm nay là viết đầu tiên. Viết đầu tiên luôn. Thì bài học em nhận ra là khi mà mình tập trung mà mình kết nối với những cái đồ dùng mà mình sử dụng, bút này, giấy, thì mọi thứ dễ dàng hơn, nhẹ nhàng hơn. Và có lúc nãy công nhận là có lúc là em buồn ngủ thật. Thế nhưng đến bây giờ thì em cảm thấy em tỉnh ngủ. Đúng rồi, nó thanh tịnh mà nó vắng lặng quá nên tôi khi buồn ngủ. Nhiều khi nếu mà luyện ở nhà một mình mà mở cái video lên nghe xong ngủ một mạch 3 tiếng xong mở mắt ra ôm mình đang học. Cảm ơn chị nhiều. Mọi người vỗ tay chúc mừng chị. Chúc mừng mọi người ơi. Chúc mừng chị Hiền. Chúc mừng chị Hiền là kết nối được với em Hút. Rồi, mời Tài Châu. Rồi. Tài Châu chia sẻ đi. 3 đến 5 điều. Dạ. Tôi thoải mái chia sẻ. Dạ em xin phép thầy. Phải. Xin phép cô và tất cả các chị em trong lớp. Hôm nay là buổi học trực tiếp thầy giảng dạy đầu tiên. Tuy là lúc trước thì em cũng có được học cùng thầy và các bạn là viết các nét trực tiếp trên buổi Zoom như thế này. Và đối với em thì các buổi học trực tiếp trên Zoom như thế này đó là một món quà đối với em. Tại vì là cái cảm xúc khi mình cầm bút, mình viết, luyện cùng chị em trong lớp và có sự nhìn để hướng dẫn từng nét của thầy thì đó là một cái cảm xúc rất là tuyệt vời. Và hôm nay em nhận ra được mà bài học đầu tiên á, là khi mình cầm cây bút á, là mình nhận biết rõ được là khi cái nét bút nó là thẳng á, thì là mình thấy rằng là mình tự tin, và cây bút và mình và cái tay là nó là một. Còn lúc nào mà cái nét bút nó bị cong hoặc nó bị đậm hơn hoặc nó bị nhạt hơn, có nghĩa là cái tay mình chưa đủ tự tin, mình chưa đủ cái tĩnh lặng để mình điều khiển được cây bút, thì cây bút nó lúc thì nó đậm hoặc là nó mảnh nhưng mà lại không theo ý muốn của mình. Đó là bài học thứ nhất. Và bài học thứ hai á, thì là em thấy rõ cái tâm của mình. Thấy rõ cái tâm của mình là mình đang hạnh phúc khi mình viết từng nét chữ.
tuy rằng đối với góc nhìn của người khác, của thầy hay của mọi người nhìn vào cái tờ giấy của em viết thì là nó chưa được đẹp, nhưng mà đối với em trong buổi hôm nay và ngay lúc này thì em thấy nó cái nét nào nó cũng đẹp, tại vì mình yêu những cái nét chữ mình viết ra. Và cái bài học thứ ba thì là em học được một cái nét chữ mà nó cũng có một cái quá trình hiện quá khứ, hiện tại và tương lai, nó cũng giống như trong cuộc đời của mình, những giây phút trôi qua là quá khứ và mình luôn sống với những cái giây phút hiện tại, và tương lai thì hiện tại mình sống như thế nào thì mục tiêu và sứ mệnh của như thế nào thì tương lai của mình nó sẽ có một cái bức tranh như mình đang sống trong giây phút hiện tại. Và bài học thứ ba là em rất biết ơn với kia sự kết nối và yêu mến để tiếp tục học môn tư pháp, giống như là giây phút những ngày giây phút đầu tiên mà em đến với môn tư pháp. Vì mới buổi trưa ngày hôm nay thôi thì em ngồi viết và luyện chữ cùng với con. Và đến lúc trưa rồi, quá giờ buổi đầu buổi chiều trưa thì em nằm em nghỉ một chút, xong rồi có một tiếng nhắc của một người thầy, hình như mà không phải là hình như mà chắc chắn là của thầy, nói là con kiên trì kiên nhẫn để tập viết đi nha, mới buổi trưa hôm nay. Rồi cho nên là hôm nay buổi học rất là hào hứng, rất là hạnh phúc, biết ơn thầy, biết ơn cô và biết ơn tất cả các chị em đã cùng học tập. Em xin hết ạ, cảm ơn các anh cô, thầy cô và các bạn cùng lại đã lắng nghe. Cảm ơn thầy Châu rất nhiều, đó là người thầy bên trong của mình nhắc mình đó. Dạ. Chúc mừng. Cầu tay anh chị em ơi, hãy chúc mừng cho thành công của nhau. Cười lên. Ừ. Rồi, ai nữa? Bảo Anh, mời Bảo Anh. Dạ vâng, con xin phép thầy và các anh chị các bạn. Thưa thầy, là trong buổi học hôm nay thì con nhận thấy là con học được 5 điều. Điều thứ nhất là bài học kiên trì nhẫn nại, và bài học thứ hai là tất cả các khóa học, các lớp mà thầy dạy về thư pháp luôn luôn là mới mẻ, không có cái gì là cũ. Và cái điều thứ ba là con được học thực hành chánh niệm, rõ biết thân và tâm. Và con thưa thầy là tất cả con thấy rất là nhiều các anh chị và mọi người còn đi tham gia các cái khóa gọi là thiền chánh niệm, thiền cà phê, thiền uống trà sữa. Thì con cũng có mới xem trên YouTube. Và hôm nay con hiểu rằng là thực ra mình có thể thực hành chánh niệm ở bất cứ cái gì trong cuộc sống mình, như là ăn cơm, uống nước, hay là giặt quần áo, và có thể là nấu cơm mình cũng dùng chánh niệm, như là lặt rau thì mình biết là mình đang lặt rau. Và khi chánh niệm trong buổi học hôm nay là chánh niệm khi viết chữ, là khi đặt tay xuống, cầm bút, đặt bút xuống thì mình biết là mình đang đặt bút xuống, hạ bút xuống, khởi bút, hành bút và thu bút đều rõ biết thân và tâm ạ. Cái điều thứ tư là con thấy rằng là khi bản thân con được học tập và con thấy là càng đi xa, con thấy bản thân là cái sự rõ biết là mỗi ngày một sâu hơn, một rõ ràng hơn và kết nối được với mọi vật và mọi người được nhiều và sâu hơn, rõ hơn ạ. Và điều thứ năm là bài học quá khứ, hiện tại và tương lai, là con nhận biết được là quá khứ nó đã qua rồi và hiện tại thì mình hãy sống hạnh phúc, yêu thương và trân trọng. Còn tương lai thì chưa tới, cho nên là mình không có nghĩ tới ạ. Dạ, thưa thầy con xin hết.
Con cảm ơn thầy đã cho phép con được chia sẻ. Cảm ơn cô và tất cả các anh chị em ạ. Cảm ơn anh rất hay. Rất hay trước ở ý nghĩa. Thông qua việc mình tỏ biết từng cái đường đi của mình. Nhắc cử nhắc động trong đời sống của mình. Nếu biết thiền thì đó đều là thiền. Nếu mình rõ biết thì nó gọi là chánh niệm. Nếu mình không biết mình đang làm, mình không biết mình đang làm, uống nước không biết đang uống, mình để thất niệm thì mình sẽ tìm kiếm sự bình an ở đâu xa xôi đó. Nhưng khi ngay khi mình rõ biết thì mình sẽ thấy cái an nó ngay ở đây luôn, phải không? Mình không có tìm cái an nữa đâu, vì cái an nó đã hiện hữu ở đây rồi, nó đã đủ đầy hết rồi và không có thiếu nữa, không sống nó cảm thấy thiếu nữa. Mời cô Iris chia sẻ một chút ha về cái trải nghiệm này. Dạ, thưa thầy và chào tất cả mọi người. Thì chắc là em cũng xin chia sẻ một chút xíu về trải nghiệm của em hôm nay. Thực ra thì nghe mọi người chia sẻ từ đầu đến giờ, từ đầu buổi học cho đến giữa tiến trình rồi đến cuối buổi học, thì cảm nhận của em là mọi người có những cái cảm nhận thấu hiểu sâu sắc đối với vật dụng và đối với bản thân. Thì như chia sẻ ở những cái lần trước đó, có sự tham gia của mọi người là một cái người khá là hướng đến mục tiêu, cho nên thành ra cũng trong cái buổi học hôm nay thì em được nhắc lại một số cái thứ nhất là phải kiên nhẫn, nghe, trân trọng và học tập từ những cái hay của người khác. Thực ra khi em nghĩ mà trong lòng mình nó có một cái vấn đề gì đó về cảm xúc hay là về cái quan điểm, thì thay vì vội vàng đánh giá hay là đưa ra cái quan điểm cá nhân, thì hiện tại cái bài học của em hôm nay là chậm lại một chút, nghe nhiều hơn một chút, suy ngẫm nhiều hơn một chút, tại vì chung quy tất cả mọi vấn đề đều xuất phát từ bản thân mình và chỉ có bản thân mình mới giải quyết được điều đó. Thì cái đó là cái suy ngẫm của em. Thêm nói thì hôm nay em cũng một lần nữa được nhắc nhở là kết nối sâu hơn và biết trân trọng những cái điều nhỏ nhặt tinh tế trong từng cái bước mà mình đi. Giống như mọi người vừa nói là trân trọng vật dụng, trân trọng thành quả. Em là cái người mà theo kiểu vật dụng đó chỉ là công cụ với em thôi. Tất cả mọi thứ thì chỉ để em phục vụ cho cái mục tiêu này, đi tới cái mục tiêu của em. Và khi em đạt được mục tiêu rồi thì cái em sẽ chuyển sang một cái mục tiêu khác. Thì cái đó có thể là cái điểm mà em cần phải bổ sung trong cái hành trình của mình để đạt được những cái thành tựu mà nó trọn vẹn hơn. Thì cái đó là cái em nhận ra. Và rất là cảm ơn mọi người vì đã nhắc nhở cho em những cái bài học như vậy trong ngày hôm nay. Trân trọng và biết ơn. Cảm ơn cô. Dạ, chúc mừng cô đấy ạ. Chúc mừng tất cả học của cô và cũng chúc mừng tất cả chúng ta đều đang thành công trên hành trình của mình, bất kỳ lĩnh vực nào. Đây chỉ là cái quy tắc chung, cái công thức vàng chung thôi. Chúng ta ứng dụng nó vào bất kỳ học môn nào, chúng ta cũng sẽ thành tựu hết, thành tựu lớn luôn. Nếu chúng ta ra cái quyết định sẽ thành tựu lớn ha, và khai kết quả lớn, bất kỳ môn nào công việc cũng dễ ứng dụng được cái này vào hết. Rồi mời thêm một anh chị nữa đi. Bên chị Duyên Nga có tiện bật mic không? Hay là bạn Vivo 2110 bên bạn có tiện bật mic không? Hay là bạn Hợp Trần? Ai tiện chúng ta bật mic lên, chúng ta chia sẻ xong rồi chúng ta sẽ nghỉ. Có muốn không? Có muốn chia sẻ một chút về cái buổi hôm nay của mình không? Hay là muốn để ở trong lòng mình để mình cảm nhận thôi? Và thôi buổi hôm nay chúng ta đến đây ha. Chúc cho anh chị em buổi tối hôm nay tràn đầy cái kết quả học tập của mình. Ở đây thầy muốn nói một chút, khẳng định lại một lần nữa với anh chị em, chúng ta không phải học thiền, chúng ta cũng không phải là học về tâm linh. Các buổi học thư pháp của thầy chỉ đơn giản là học về nghệ thuật. Cái thầy đang nói mà chúng ta chuẩn biết, cái rõ biết này gọi là hiện tại này. Nghĩa là chúng ta kéo mình trở về sống ở cái hiện tại. Mình sống ở cái hiện tại thì mình sẽ thấy lòng mình nó an, chứ không phải là nói về tâm linh hay bất kỳ tôn giáo nào. Các lớp học về nghệ thuật của thầy chỉ thiên về nghệ thuật thôi.
Nhân tướng học cũng là nói về cái nghệ thuật xem nhân tướng học để nhận biết tâm của mình và nhận biết tâm tướng của người khác, để mình giúp mình và giúp người, để thấu hiểu mình và thấu hiểu người nhiều hơn. Không phải tâm linh. Còn tâm linh chỉ đơn giản rằng tâm nghĩa là nội tâm của mình, linh nghĩa là sáng suốt, là minh bạch và rõ ràng. Nếu chúng ta nhìn theo cái nhìn của tâm linh thì chúng ta sẽ thấy, khi chúng ta sống trong cái rõ ràng sáng suốt thì nó gọi là tâm linh. Còn chúng ta hiểu theo cái hiểu của thế gian nghệ thuật thì chúng ta thấy đó là nghệ thuật, và trải nghiệm cái rõ biết của hiện tại này. Hiện tại mình đang như thế nào đấy, mình đều rõ biết, thì mình kéo mình trở về. Đó là cái sự phát sinh trí huệ tự nhiên bên trong của mình, mà lục tổ huệ năng từng nói với lại thầy của mình, với tổ sư của mình, đó là: bạch tổ sư, tâm của đệ tử thời thời sinh trí tuệ. Trí tuệ đây không phải ngài tìm kiếm, mà bởi vì thời thời ngài luôn nhận biết nhất cử nhất động của mình. Và mình càng quan sát sâu cái tâm tưởng và cái hành động của mình trên thân lẫn trên tâm, thì trí tuệ mình ngày càng phát triển sâu hơn, cái tinh tế và càng ngày càng tinh tế hơn nữa. Thì chúc cho anh chị em phát triển thành công trên con đường này ha. Mọi người ta lên chúc mừng nhau và chúc nhau ngủ ngon. Chúc tất cả mọi người ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào buổi sau ha. Buổi sau là ngày nào thì thầy sẽ cho bạn trợ lý để cho anh chị em chọn ngày. Rồi chúng ta sẽ xét lịch theo số đông của lớp và chúng ta sẽ học cùng nhau nha. Thầy sẽ nương theo giờ của mọi người. Nó hoa nào. Dạ. Nó hoa thôi luôn. Dạ, vâng. Thoải mái đi nè. Thoải mái dạ. Thân thể của mình đi. Rồi chúc mọi người ngủ ngon. Cảm ơn dạ. Chị Linh nha. À quên. Thầy quên. À, đọc cái của chị Duy Nga với chị Thầy Khương một chút nha. À, xin phép anh chị em. Bài học của bạn Phương nè, bạn Thu Phương. Bài học hôm nay em học được nghe thầy chia sẻ về tôn trọng và yêu tiết chữ rất hay ạ. Biết ơn vạn vật xung quanh mình, kết nối bằng bút, khi ngắm bằng bút rất cảm xúc ấm áp trái tim ạ. Khi luyện các nét thì thấy rất bình yên, cảm giác vui ạ. Biết ơn thầy cùng cả nhà nhiều. Của chị Liên Nga chia sẻ, bài học hôm nay là luôn rõ biết những việc mình làm, luôn ở trong giây phút hiện tại, tôn trọng và yêu tiết chữ, luôn yêu con chữ, cây bút, biết ơn những người làm ra chiếc bút, mực viết, yêu thương chính mình, luôn giữ tâm bình an. Chúc thầy và mọi người ngủ ngon và luôn bình an. Biết ơn chia sẻ của chị Nga và bạn Tu Phương. Kính chúc mọi người một buổi tối ngủ ngon, tràn đầy hạnh phúc. Biết ơn chúng ta đã có mặt cùng nhau. Biết ơn đã cho thầy một lần nữa được ôn tập lại những cái bài học của thầy hãy chia sẻ với chúng ta. Biết ơn anh chị em rất là nhiều. Dạ. Chúc mọi người ngủ ngon. Chúc mọi người ngủ ngon.